OK, xin chào toàn thể anh em. Đã rất lâu rồi thì mình không show acc Kanikawali. Trong đợt đua top RPG vừa rồi thì mình cũng rất là may mắn khi đoạt được những vị trí khá là cao, đặc biệt là ba vị trí top của lực chiến, đó là SMG, Shotgun và Sniper, cũng như là được một vị trí đó là top 2 trên bảng xếp hạng top 3 trên bảng xếp hạng XP. Thì mình có được rất nhiều quà tặng từ nhà phát hành sau khi mà mình đạt được cả những thứ hạng như vậy. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái quà tặng đó. Ở đây các bạn có thể thấy, đầu tiên đó là cái phần thưởng top 2 của bảng xếp hạng về lực chiến súng máy. Thì được khẩu M4A4 Bandit, một khẩu súng bắn mình rất ít bắn. Và bây giờ sẽ là đến với lại phần thưởng top chiến trường. Do để tránh lừa đảo thì mình sẽ xin phép anh em là mình ghép cái tech vào đây để cho đỡ bị lừa đảo thôi. OK, đây mọi người có thể thấy Dragon S-VIP, Phantom S-VIP và Death Choice Gold Blitzer, đó là những khẩu súng mà mình lựa chọn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bấm nhận. Khi bấm nhận thì mình cũng sẽ xin phép là chuyển tech qua bên này một chút để chúng ta sẽ không không có những cái kiểu như là chụp ảnh lên là bán vũ khí này bán vũ khí kia. Đây, OK. Được chưa? Rồi, đấy như thế này. Như thế này là chuẩn nhất. Dragon S-VIP, Phantom S-VIP, Death Dragon và Blitzer. Lý do tại sao mình chọn thêm một khẩu Dragon S-VIP nữa thì ở đây chúng ta sẽ cùng đến kho đồ luôn. Các bạn có thể nhìn thấy Blitzer, Phantom, Dragon và Death Dragon, mình đã nhận đầy đủ bốn khẩu súng này. OK, sẽ quay trở lại với kho. Đầu tiên lý giải cho lý do là tại vì sao mình lấy Dragon S-VIP, do là các bạn có thể nhìn thấy ở đây Knight S-VIP và Dragon S-VIP, hai khẩu súng này chưa chưa đổi hình dạng. Đây cũng chính là lý do tại sao mình lấy thêm một khẩu Dragon S-VIP mà chưa được tiến hóa nữa. Do ở trên này mình có một khẩu Dragon S-VIP đã tiến hóa và Knight S-VIP đã tiến hóa thì mình cũng mong muốn là lấy thêm được Knight S-VIP và Dragon S-VIP ở dưới này để nhìn cho nó cân xứng. Cái kho đồ nó rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy ở đây kho đồ cực kỳ đẹp nếu như mà ở trên có hai khẩu và ở dưới có hai khẩu chưa tiến hóa. Bởi vì là tại sao mình lấy hai khẩu Phantom S-VIP, các bạn nhìn thấy ở đây nó có một sự cân đối cực kỳ hài hòa khi mà Blitzer ra đến Ghost Rider như thế này. Nhìn cái kho đồ nhìn nó rất là cân đối và đẹp, thì mình là người rất là cầu toàn cầu mỹ cho nên là đó là lý do tại vì sao mình lấy thêm một khẩu Phantom S-VIP nữa. Mặc dù là kho đồ của mình mong muốn là mỗi một khẩu S-VIP chỉ có một loại thôi. Tuy nhiên khẩu Phantom S-VIP là một ngoại lệ để cho kho đồ của mình đẹp hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với kho đồ của mình. Mới chỉ là trang 2. Test cho gold thì mình chưa có cho nên trong đợt vừa rồi mình có đua top chính là top shotgun. Shotgun như anh em đã từng thấy mình giới thiệu rất là nhiều trên các clip làm về RPG rồi. Đến với trang thứ ba, vâng, hai khẩu KAC luôn. Và KAC này cũng là một trong những khẩu mà đua top ở bên súng máy của mình. Tuy nhiên khi đang đua top thì cái bạn mà top bên súng máy bạn có khẩu Blitzer ra thì lúc đó mình mới chấp nhận chịu thua và về vị trí top 2. Vâng, Barrett Gold, Jack Gold, Thỏi Vàng. Nói chung kho đồ này của mình về đồ gold cũng như là đồ S-VIP mình đang khá là chỉn chu để cho nó có một cái gì đấy là đẹp nhất thì thôi. AK Gold, full bộ 3 gold và full bộ S-VIP tính đến thời điểm hiện tại. Và lựu đạn IC sáng nay mình cũng vừa mới nhận được xong. Do là mình lấy ở bên kho, bên chợ đen. Bên đó thì các bạn mua mảnh và các bạn sẽ có thể sử dụng được crossbow.
M32 Grenade. Đa phần những súng ở trong RPG thì mình đã sở hữu hết rồi. P90. Con khẩu M60 hình như là đi qua rồi thì phải. Hình như chưa đi qua, mình chưa thấy sự xuất hiện của M60. Và hiện tại đây thì anh em có thể nhìn thấy khá là ngon. Theo những ý kiến cá nhân của mình thì nó gọi là khá là ngon. Chỉ ở dạng khá thôi, không được tốt. Vâng, giờ mình mới thấy khẩu M60 ở khá là sâu. Rồi, đó là về kho đồ. Bên nhân vật. Vâng, Neso và Gabi thì mình có hai cặp luôn. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, Neso và Gabi. Ok. Zombie. À, chút xíu nữa thì mình sẽ mua ở trong sự kiện. Đây, sẽ mua thêm y tá quỷ nữa. Là ok về bên Zombie. Phụ kiện. Thì theo mình nghĩ rằng là chỉ cần hai cái cánh là đủ rồi. Và mình thì mình thích cánh gold hơn là cánh Evan Wing. Khi mà ở cánh gold này nhìn nó đẹp hơn. Bởi vì mình yêu thích màu vàng. Và màu vàng cũng rất là hợp mệnh với mình nữa. Cho nên là mình trang bị đó là cánh gold là chủ yếu. Rồi, đạo cụ thì cũng không có gì phải nói quá nhiều. Đa phần của mình là về C4 cho nên những item về C4 của mình thì khá là nhiều. Vũ khí gold còn được 2 lần sở hữu nữa luôn. Ok. Như vậy là mình đã show xong hình ảnh về con Arcani Cavalli hiện tại của mình. Phải nói rằng là đây là một trong những con Arc mà thật sự là rất là nhiều anh em mơ ước. Tuy nhiên thì trong Arc này mình chỉ sử dụng 3 set chính để chơi. Đầu tiên đó là AK Gold, DE Gold, nanh độc Gold và bom Gold. Set thứ hai là cần hai SVIP, DE Gold, Zil Gold, bom Gold. Và set thứ ba là Barret Gold, DE Gold và nanh độc Gold, bom Gold. Đó là ba set chủ đạo của mình. Còn lại những súng mà mình cố đua top để giành được cho kho đồ như này, đối với mình đơn giản chỉ là sự cầu mỹ, tức là mong muốn là nó đẹp. Khi mà nhiều lúc mình căng thẳng hay stress vào ngắm cái arc thì cảm thấy nó sẽ được giải tỏa đi rất là nhiều. Ok, như vậy chúng ta đã show xong con arc Arcani Cavalli, một trong những con arc đẹp nhất tính đến thời điểm hiện tại tại server miền Bắc, trừ các arc của GM. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những clip khác. Xin chào.